cái tình yêu của Nguyên nha. Thì vừa nãy mọi người cũng có thể thấy là Nguyên cầm trên tay một cái thỏi son đúng không nè. Và con gái của chúng ta thì ai mà không thích son. Và Nguyên vừa mới tặng cho bản thân mình một bộ son 5 màu mới của Laura Sunshine. Ta-da! Màu này là một màu Nguyên thích nhất, đó là màu The Nguyên. Và bây giờ Nguyên sẽ test màu The Nguyên cho mọi người xem nha. Và mọi người ơi, mọi người có biết chị Nhật Kim Anh không? Chứ là Nguyên là Nguyên rất là yêu thích chị ấy. Vì chị ấy là idol từ bé đến lớn của Nguyên luôn. Chị Nhật Kim Anh đóng rất là nhiều phim nè, hát rất là hay nè. Và đây chính là chữ ký của chị Nhật Kim Anh đó, thấy không? Thì ở trong đây có luôn cái cả họ và tên của chị Nhật Kim Anh ghi tắt nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người có thể thấy là khi mà Nguyên quát màu son lên thì da mặt của Nguyên sáng bừng lên luôn. Đây là vỏ son và hộp son nha mọi người đó. Thì cái vỏ của cái hộp á cùng màu với lại cái thỏi son này luôn. Và ở trong cũng là cùng màu luôn nha mọi người, rất là sang luôn. Thì khi mà Nguyên quát màu này lên á, môi của Nguyên rất là mịn. Vì là trend năm nay á là son lì, thì đây là cũng là dòng son lì, nhưng mà giúp cho môi của chúng ta mềm mịn. Vì chiết xuất từ bột ngọc trai, giúp cho chống lão hóa da của môi nè, tẩy tế bào chết da môi và không có bị khô môi nữa. Bây giờ Nguyên sẽ test từng màu son lên tay cho mọi người xem nha. Và đây là dòng son sạch, không chì nên là rất là an toàn cho sức khỏe của chúng ta khi mà sử dụng. Hơn cả mong đợi luôn. Mình cảm ơn mọi người nha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo. Bye.